Bây giờ ta đã vậy hả? Cũng đi thôi, đi lại vậy cút là chân đẹp liền hết trơn. Cháo rồi đồ nguội. Tôm luộc. Đây là bò xào. Lẩu cơ. Cái đó là cái chuẩn mà. Sớm ở nhà nó lấy cây nó quái quái vậy đó, nó ngứa quá. Nhột hả? Cả anh nó nhột kìa. Chút qua đây nè, bây giờ chị Cúc yêu thịt con hay gì vậy Cúc? Hey, con về đây vậy chứ chiều là mưa, bữa nào cũng vậy, không mưa là tối mưa. mưa.
Nó là mũi giá lá ta cho cái tâm mình cứ ngứa là mũi cái gì cút ngứa mũi con ôi với tao còn sợ ngứa mũi vậy cái mũi gì kỳ không chịu không chịu cái tâm mình cứ ngứa là mũi không cần nữa không cần nữa bắt xỉu chín quá chín quá chưa cái mặt con đi qua đây nè cái này có gì cướp về tiền còn gì tiền sắp gửi những cục giấy rồi chơi gì có quen chưa chơi hèn chơi cũng thấy ngứa ngứa có thấy ngứa ngứa chưa thích nằm yên con dì cúc thấy ra thì con chị quậy nhưng mà dì cúc cúc quá vậy là giờ con biết thì con sẽ hết quậy
Qua mưa thì mưa quá trời nha chị Hồng nha. Mưa nặng hết trơn.